Yo, xin chào tất cả các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại chương trình của VRTG Crew. Ở tập này thì có một sự thay đổi rất là lớn, đó là shop của mình, VRTG Shop sẽ là nhà sponsor chính cho kênh của mình. Và ở đây thì chúng ta có thể là anh em có thể là qua Facebook của mình và có thể contact thì có thể mua những cái sản phẩm về đồ retro tuyệt vời nhất. Thì chúng ta có thể có thể xem ở đây một đống đĩa PS2, tuy đĩa chép thôi nhưng mà chất lượng vẫn là đẹp. Dạ, anh em nhớ contact với mình nhé. Và đặc biệt là tuần này mình có rất là nhiều sản phẩm cho anh em xem. Đó, chúng ta có đĩa Xbox 360. Yep, sẽ dành cho anh em. Và một loạt đĩa PS3, rất là nhiều sản phẩm. Ta-da, chúng ta có Deus Ex, rồi có Dead Space 3, rồi khá là nhiều sản phẩm đây. Yep, và đặc biệt là xem chó. Thì anh em nhớ contact và nhớ liên hệ đến Facebook của mình, hoặc anh em có thể call đến số điện thoại mà mình để ở phía dưới phần subscribe và phần mô tả và phần comment. Ok, bye chào, và chúng ta sẽ bắt đầu với video của ngày hôm nay thôi. Yo, what's up và xin chào tất cả các anh chị em, tất cả các vị đồng bào ở trong nước và cũng như ở ở ngoài nước. Ok, thì hôm nay mình đã quay trở lại với một tập mới sau khi mà rất là nhiều tập khác mình chưa có thời gian để mình làm, và mình đã lên ý tưởng script trong một số cái chuyên mục sắp tới trong tương lai, dự định trong tương lai của kênh mình. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với một tập nữa, another episode of the chuyên mục Game, Device and Console. Và mình, Maru, mặc dù mình đã mất mẹ một cái kính trong một cái đợt đèo bạn về cả đẹp. Thì hôm nay mình có một cái biểu kiện lại về, thì và cộng với một số món đồ mình chưa được giới thiệu cho nhiều anh em. Thì trước hết thì trước khi mà chúng ta mở mở cái món đồ này, chúng ta sẽ bắt đầu từ một cái khai vị trước đã. Thì ở đây thì mình có một cái bộ sưu tập đĩa game Dreamcast. Mình từng giới thiệu cho anh em rồi, từng giới thiệu qua rồi, nhưng mà mình chưa bao giờ giới thiệu đi sâu vào và có một cái tập đĩa PS3 mà mình mới tậu về nữa. Thì ở đây thì có hai sắp đĩa, thì mình mới tậu rất là nhiều game, tức là mình tậu rất nhiều game trong trong cái thời gian mà mình vắng bóng như thế. Thì có rất là nhiều game độc quyền hay, kể đến chúng ta có thể là có Sonic Adventure, đây là một trong những tựa game gọi là bán chạy nhất trên hệ máy Sega Dreamcast. Tên là Crazy Taxi, nếu mà anh em nào mà chơi giả lập trên con PC thì sẽ biết game này. Thực ra thì nhiều người biết trên PC hơn là trên Dreamcast, nhưng mà thực sự thì theo mình bản Dreamcast là bản đáng chơi nhất, vì nếu mà xét xét ở góc độ của một người chơi đồ cổ ấy thì bản này và bản 2 là tuyệt vời, và bản 3 thì anh em chơi trên Xbox khuyến cáo đồ họa 60fps luôn. Tiếp theo chúng ta có Sega Rally Championship, thì đây là một tựa game đua xe giống như Dirt ấy. Nếu mà anh em mà từng chơi Dirt ở các bản sau này ấy, nó là kiểu dạng như đua xe địa hình, nhưng mà nó cũng không phải là simulator, nhưng mà nói chung là đồ họa thì khá là đẹp, nó mang tính chất là arcade. Nếu mà anh em mà từng chơi game trên Dreamcast rồi thì thấy nó là một cái hệ hệ console, nó rất là kiểu nó có gì đấy, nó kiểu kết hợp giữa console và arcade ấy. Ok, tiếp theo chúng ta có tựa game bựa và lầy lội nhất mà mình đã từng chơi, đó là Penpentry. Đây là một cái tựa game mà kiểu đua xe nhưng mà kiểu cánh cụt, tức là kiểu nó là kiểu dạng racing, nhưng mà thay vì chúng ta kiểu lái trên xe thì đây là những con cánh. Ok, thì về phần Penpentry Salon thì thay vì nó là đi xe thì kiểu trượt xuống, và kiểu nói chung là kiểu game game rất là fun. Thế là chúng ta có một tựa game độc quyền cho Dreamcast và đến tận bây giờ chưa có một phiên bản nào khác phản ánh trên nó, đó là Soul Calibur. Đây là một trong những tựa game mà đánh nhau mà mình cảm thấy thích nhất luôn, tức là một tựa game mà đánh nhau có mang yếu tố kiểu súng vũ khí, nó không như kiểu Tekken, cũng là cùng cha sinh mẹ đẻ với Namco, nhưng mà đây là một phiên bản đầu tiên và cũng là phiên bản duy nhất độc quyền lên Dreamcast. Anh em được chơi một lần, nếu mà không có máy thật thì anh em có thể chơi giả cầy trên PC cũng được. Thì nó có NBA 2K và NFL 2K1, thì đây là hai tựa game mà từ cái thời mà Sega thầu rất là nhiều bản quyền của những cái giải đấu như là bóng rổ NBA hay là NFL. Đây là hai tựa game exclusive cho Dreamcast ở cái thời mà rất là nhiều hãng cạnh tranh và hợp đồng với nó. Ok, tiếp theo về PS3 chúng ta có Mass Effect 3, anh em chắc biết rồi. Sleeping Dog thì mình cũng không phải nói thêm, vì đây là tựa game hành động với nhau, chắc là mình có nói một lần.
Naruto Storm. Naruto Storm, đây là tựa game đáng để nói. Tại vì sao? Tại vì đây là phiên bản đầu tiên được lên PS3 và hiếm khi nào mà anh em có thể chơi được cái phiên bản này lắm. Anh em nên một lần chơi thử vì đây là phiên bản đầu tiên độc quyền trên PS3 và nó là phiên bản Storm đầu tiên luôn, Storm 1. Tiếp theo nó có patch 2009. Giờ tôi để thật với anh em, giờ anh em có thể kiếm được cái bản này rất là khó luôn. Bản Mỹ, bản mua dịch vợ, nó là bản cổ luôn đấy. Bây giờ chúng ta có hai bản Assassin's Creed, một bản Brotherhood và một bản Creed 3. Thì trong nhóm Assassin's Creed này thì mình có thiếu mỗi Creed 1, Creed 2 nhiều lắm, còn Creed X nữa cơ. Thế nên là về series này thì mình sẽ không xin mạng phép, mình không muốn nói nhiều vì có nó cũng quá là khá là nhiều người biết. Tiếp chúng ta có Dark Sector. Dark Sector là một tựa game của hãng Digital Extreme. Nếu mà anh em biết cái hãng này thì chắc chắn anh em sẽ biết đến Warframe. Tại vì là cái con game này có một cái biểu tượng này này. Anh em để ý cái chữ O, cái chữ phần Dark Sector trong logo này. Nó chính là biểu tượng của Warframe. Nhiều người ta đưa ra một cái giả thiết rằng là con này là prequel của Warframe. Nhưng mà thực sự thì hai con game này nó không hoàn toàn nó liên quan đến nhau. Nó là một con game hoàn toàn khác. Đây là một tựa game hành động. Còn Warframe là một tựa game hành động nhưng có yếu tố nhập vai. Ok thì chúng ta đã xong hai phần game của ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là phần đập hộp. Thì ở đây mình có một cái món hàng đập hộp rất là tuyệt vời, nó chỉ có một thiết bị add-on trên PS2 và thanks anh Lương Vĩnh Lợi là người đã tài trợ cho em cái video món đồ này. Thanks you anh nhá. Ok thì chúng ta sẽ sử dụng con dao bổ cao điện thoại để rạch thôi. Ở đây mình sẽ rạch trong góc. Không biết nó là sẽ là cái gì đây. Hy vọng là một thứ gì đó rất là tuyệt vời, giá trị. Ok. Oh shit. Ok. Wow, done. Và thiết bị của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một thiết bị dành cho PS2. Đây là một thiết bị mà anh em nên một lần sở hữu, nếu mà thật sự sở hữu thì rất là quý. Xin giới thiệu với anh em, đây là chiếc iToys. Cái iToy này là một trong những cái mà webcam đầu tiên, mình gọi là thiết bị chơi game cảm biến đầu tiên cho console. Thứ hai thì trước đấy Dreamcast cũng có, nhưng mà nó lại cũng không hẳn như là kiểu trên Dreamcast, mà cái bản iToy này là một cái webcam thực thụ luôn anh em ạ. Nó trước đời ở Wii luôn. Nếu như Wii thì chỉ có thanh sensor bar, thì cái PS2 này nó là một cái webcam thực thụ. Nó giống như, thực ra thì mình thấy nó giống như cái Kinect ấy. Thực ra cái Kinect là học từ Wii và PS2 rất là nhiều. Ở cái này thì được ra mắt vào năm 2004. Cái thiết bị add-on này ra mắt vào năm 2004. Khi mà cái lúc đấy PS2 nó quá là kiểu ưa chuộng về cái số lượng máy bán ra rồi, thì lúc đấy Sony họ nghĩ ra là họ nên cần làm một cái cuộc cách mạng, và từ đó thì ra đời một cái thiết bị tên là iToy này. Cái thiết bị iToy này chơi cũng rất là hay, nó cũng giống như kiểu anh em chơi Kinect trên Xbox 360 vậy đó. Thì cái chiếc iToy này anh em để chơi một số những game kiểu như tập gym hay những cái game vận động khá là for fun. Cái số lượng game cho con iToy này cũng không khá là nhiều, nói chung là cũng chỉ tầm khoảng gần chục game thôi. Nhưng mà thực sự thì nó đã tạo nên một cái cuộc cách mạng chơi cảm biến, và từ đó mà Wii học rất là nhiều, nói chung là kiểu ba hệ này học nhau. Nói chung thì có PS2 thì chúng ta sẽ có Wii. Yep, Wii cũng học từ PS2 mà ra. Nghĩa là cái tính này chưa làm cái như này. Và từ Wii sẽ có Xbox 360. Nói chung là ba hệ máy này nó cũng học nhau thôi, cho nên là thực sự thì nó cũng chả có gì ấn tượng cả. Nhưng mà mình thích cái ở cái iToy một cái là nó sẽ giúp chúng ta chơi cảm biến kiểu rất là vui. Nếu như kiểu 2-3 người chơi vận động, hay là kiểu anh em nhiều khi kiểu ví dụ muốn giảm cân đúng không? Giảm cân nhưng mà kiểu lười, nhưng kiểu như không muốn gọi là xem mà đi tập thể dục chẳng hạn, nhưng mà kiểu thích game, kiểu khi anh em kiểu phải bị bắt tập thể dục nhưng đam mê game, thì anh em phải sử dụng cái con này, cái là về PS2. Thì ok, thì đó là video của ngày hôm nay. Và anh em nhớ ủng hộ, nhớ like, subscribe và ủng hộ cho kênh của mình và cũng như show của mình nhé. Và trong dịp tương lai tới thì mình sẽ tiết lộ luôn là trong cuối năm nay và sang đầu năm sau thì mình sẽ có một cái chuyên mục mới, và bên kênh của mình sẽ có một hướng đi mới, tại vì bây giờ mình có cameraman rồi. Đương nhiên là cái tần suất để mình ra mắt một cái video nó sẽ chậm hơn, và nó sẽ không thể đồng đều như trước được. Lúc trước thì kiểu
nó cứ tách 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 một tháng hoặc là một tuần hoặc là một tháng nó mới ra một video, kiểu mình sắp xếp thời gian mình làm. Đương nhiên là đợt này kiểu mình làm for fun, và cũng là một thời điểm, cũng là một phần để mình quảng cáo cái shop của mình, và cũng mình cũng muốn là truyền bá một cái sân chơi, một cái lối chơi retro đến với anh em. Và anh em nhớ ủng hộ mình nhá, and like and subscribe, ok. See ya, hẹn anh em vào cuối năm.